rạng rỡ của những người ngồi ở đây, và chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời chào tới các khán giả hâm mộ bóng đá trên toàn nước đang theo dõi buổi lễ tường thuật trực tiếp qua truyền hình. Và ngày hôm nay trong một dịp lễ đặc biệt, chúng tôi cũng được nồng nhiệt chào đón các anh chị em phóng viên bóng. Bùi Tiến Phúc rất là vui khi nhìn thấy hình ảnh mình nâng cao chức vụ, đúng không ạ? Tôi cũng rất là vui khi được nhìn thấy tất cả các anh em cầu thủ, rất nhiều những gương mặt quan trọng cả đội bộ mà cũng tôi được một giải bóng đá